Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Và hôm nay thì bên Anna Free Fire cuối cùng đã ra mật thư rồi. Và tất nhiên là như thường lệ thì chúng ta có hai dạng mật thư. Một là đấy, một là các bạn bỏ tiền ra đấy, đập vào quả mật thư nâng lên mất 5.500 KC thì anh em là húp hết tất cả các đồ. Còn hai là anh em mà thích gọi là húp đồ lẻ đấy, thì anh em có thể thử vận may quay tay với cái vòng quay thần ma của bên dàn gá đấy, thì cái này nó là vòng quay thần ma. Thì cái này ấy, thì nó là như này, nó sẽ không có một cái tỷ lệ cố định hay nó sẽ không có huy hiệu gì để quy đổi cả, mà tất cả là chúng ta sẽ cần phải dựa vào sự may mắn. Thì chúng ta cứ quay hai phát, cứ quay hai nhót thì nó sẽ ra chúng ta một đồ đấy, và nếu những cái đồ đấy trùng thì nó sẽ quy đổi chúng ta về một lượng huy hiệu. Ok chưa đấy, thì đấy là tất cả những cái đồ trong cái thần ma. Thì một là anh em nếu mà anh em nào mà nhiều tiền, anh em nào mà muốn gọi là sở hữu tất cả, thì theo tôi khuyên là anh em chơi cái anh em mua thẳng cái cái mật thư này với giá là 100 KC đấy. Sau đó thì anh em nâng cấp lên, thì anh em nâng cấp đến cuối anh em nhận hết 8 mốc thì tối đa là hết của anh em là 5.500 KC đấy, 5.500 KC. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh em gọi là thích lấy đồ lẻ, tức là anh em chỉ muốn lấy cái khẩu AK thôi, thì anh em qua chơi vòng quay kia. Để chơi vòng quay kia thì anh em có thể trúng được AK, nhưng mà tôi nghĩ là nó hơi chát. 179 KC được cho là 180 đi, hai lần chơi để lấy được một nhót. Đấy, hai lần chơi để lấy được một nhót là 360 anh em quay 10 lần mất 3.600 KC mà chưa chắc là anh em đã nhận được đó là khẩu AK. Thế nó mới ác. Và anh em quay 10 lần vòng quay này chưa chắc ra đâu, biết vì sao không, nó sẽ chỉ ra cái cùi nhất. Nó chỉ ra cái đồ cùi nhất đó. Đấy, chơi cho anh em xem nhá, không anh em bảo thằng này điêu. Đấy, ui giời, nó ra cho ta đó là quả lựu là cái mốc thứ hai trên quyển sách. Nào tiếp nha, bây giờ tôi đã có 22.500 KC, tôi sẽ chơi để xem nó có ra được cái skin AK không. Và đến lúc mà ra được skin AK thì là tốn hết là bao nhiêu sèng. Đấy, anh em thấy không, cứ quay hai nhót, mỗi nhót 179 KC, đổi lại toàn lựu đạn, và lựu đạn thì đổi lại được một số lượng huy hiệu, và số lượng huy hiệu này thì anh em chưa đạt được đến cái ấy đâu. Đấy, anh em chưa đạt được đến cái khẩu AK đâu, khẩu AK nó là mốc 6 thì nó khá là chát ở trên cái mật thư. Anh em thấy chưa, ui giời, mỗi lần được có 15 huy hiệu, chát lắm. Quay nhoang cái mất 2.500, mất quay bao nhiêu nhở, mất 2.000 KC rồi đấy, quay có mấy nhót nó hết 2.000 KC rồi đấy, ui giời. Đấy, quay mất đúng 2.200 KC luôn, 2.500 KC rồi đấy, quay mất 2.500 KC rồi đấy, ui than hơn khẩu súng này. Đấy, anh em thấy chưa, tôi bỏ 2.500 KC là tôi được khẩu súng ở trong cái vòng quay này. Nhưng mà nếu mà anh em mà dùng 2.500 KC mà nâng cấp mật thư ấy, thì anh em sẽ được các cái mốc dưới, nhưng mà chưa đạt đến cái súng ấy đâu. Để đạt tới cái súng này anh em mất khoảng 4.500 KC. Đấy, 4.000 tầm cỡ 4.000, 3.500, 4.000 KC. Tức là nếu mà anh em quay ở đây mà anh em hên thì anh em sẽ ngon hơn là anh em chơi mật thư. Còn anh em ở đây mà quay mà xui, anh em quay đây mà xui nhá, thì anh em có thể tốn gấp đôi so với việc là nâng cấp thẳng cái mật thư. Anh em suy nghĩ thôi, anh em mà thích tích cực quay tay vận may sẽ đến, thì anh em thử ở đây. Giống như tôi, thì một số anh em sẽ bảo comment là thằng Riaki này chắc là được Gana chỉnh tỷ lệ, trẻ tỷ lệ rồi. Thằng này lại được Gana chỉnh tỷ lệ rồi. Cũng có thể, tôi không phủ nhận chuyện đấy. Cũng có thể, biết đâu, anh Gián lại bảo dạo này không thấy thằng Riaki nó làm clip liền gì nhờ, hay là nó nghỉ phoe phoe rồi. Ai nó nghỉ phoi phoi thôi, mình vào mình chỉnh tỷ lệ nó tí. Đấy, cũng có thể nhá, tôi không phủ nhận chuyện đấy. Còn họ có chỉnh hay không tôi không biết. Đấy, anh em thấy không, tôi nâng cấp lòi phèo ra thì tôi mới lên được cái mốc là cái lưỡi hái. Để mà nâng cấp lên cái súng kia là anh em mất tổ tầm 4.000 KC rồi. Thật với anh em vậy, chia sẻ chân tình. Thì nếu mà anh em chơi trong vòng quay ấy, thì cái xác suất mà anh em có với một số lượng KC thấp hơn thì sẽ là có thể xảy ra. Nhưng nếu mà anh em đen, anh em gọi là cho như đèn đấy, thì tôi nói thật với anh em là có khi 5.000 KC, 6.000 KC chưa ra là khẩu súng đâu. Thì đấy, anh em suy nghĩ. Tôi nghĩ là anh em nào ăn chắc mặc bền,
chơi nâng cấp thẳng mật thư, không phải hoặc là anh em mua tặng mật thư vứt đấy. Bởi vì cỡ khoảng nửa năm một năm nữa thì trong những cái shop huyền bí, shop hủy biến ấy, nó sẽ có cái giảm giá của hiệu mật thư này. Giống như đợt mật thư hỏa băng này này tôi cũng có mua thẳng đâu, tôi chơi cái vòng quay đợt này nó dễ hơn. Đấy, vòng quay với cả cái mật thư hỏa băng này thì cái đợt đấy lấy khẩu súng AWM nó rẻ lắm. Đấy, nó chỉ cỡ khoảng 1.500.000 kc thôi. Nhưng mà ví dụ như là vừa rồi tôi lấy cái khẩu AK kia là 2.500.000 kc. Thì anh em suy nghĩ một tí. Đấy, một là anh em chơi gọi là tích cực quay tay vận may sẽ đến. Còn nếu mà vận quay không đến thì anh em khi tốn 6-7.000 không ra. Còn nếu mà chơi ở phía đằng này thì cũng khoảng 4.000 kc là ra được đó là khẩu AK rồi. Đấy, anh em có tính toán nhá. Đấy, con khẩu AK này thì có đáng lấy không? Mạnh hơn AK dùng xanh, tội gì không lấy anh em. Bắn cũng 43 đam, tốc độ bắn bằng nhau, mà lại còn có một xuyên giáp. Trời ơi, hết nước chấm. Thằng địch mặc giáp 2 vẫn bắn 36, 37 đam mà mồm. Quá tuyệt vời luôn. Khẩu này thì nên lấy, khẩu này mạnh hơn AK dùng xanh. Khẳng định với anh em như vậy luôn. Đấy, khẩu này mạnh hơn AK dùng xanh, mà nó chỉ giảm tốc độ thay đạn, nó lại quá tuyệt vời luôn. Không giảm tốc độ di chuyển, khẩu dùng xanh giảm tốc độ di chuyển nó hơi khó chịu. Khẩu này giảm tốc độ thay đạn, mà tốc độ thay đạn thì nó là cái thứ mà gọi là cùi bắp rất là tròi rồi. Nấp nấp tí thì thay đạn xong luôn. Đấy, thay đạn nó có vẻ là lâu, như là có mỗi cái khẩu K98K thay đạn lâu nó mới cần chỉ số ấy thôi. Còn khẩu này nó thân anh em đấy, thay đạn như ăn cắp, hạ một thằng xong anh em thay đạn thoải mái, bắn thì khỏe. Khẩu này khẩu AK mạnh nhất từ trước này, khẳng định với anh em như vậy luôn. Đây là skin AK mạnh nhất từ trước này. Thì thật ra cái khẩu này ấy, nó ra nó dọn đường cho khẩu AK 2.0. Tức là sau này chúng ta sẽ có cái khẩu AK 2.0 và cái khẩu mà nó sẽ là hai tốc bắn một xuyên giáp, và nó sẽ có thêm một hiệu ứng gì đấy. Thì bây giờ bên Nana phải ra một cái khẩu hai tốc bắn một xuyên giáp trước để dọn đường, tức là để cho anh em dồn hết tiền vào đây đi. Sau đó ta sẽ ra một khẩu hai tốc bắn một xuyên giáp và có một cái hiệu ứng gì đó đặc biệt để cho mày mua tiếp. Này, tôi phân tích cũng chuẩn lắm. Và anh em mà xem tôi 5-6 năm nay phân tích cũng chuẩn lắm, trượt đi đâu được. Đấy thì cái khẩu AK này nó rất là mạnh. Đấy, mạnh, tất nhiên là mạnh phải vào tay tùy người, chứ còn mạnh vào trong tay của streamer gà nhất Việt Nam thì vứt. Đấy, vào trong tay streamer gà nhất Việt Nam thì thằng Riaki vứt anh em ạ. À, hết nước chấm nhá. Đấy thì anh em cũng suy nghĩ xem là có nên lấy hay không. Nên lấy thì nên lấy theo dạng nào. Đấy, tôi nhắc lại anh em, và tôi nhắc anh em đấy là ăn chắc mặc bền. Ăn chắc mặc bền thì cứ gọi là ăn chắc mặc bền thì cứ thế mà pha. Ăn chắc mặc bền thì cứ khẩu này mà triển. Đấy, trong trường hợp mà anh em không ăn chắc mặc bền, ăn chắc mặc bền thì cứ mua mật thư. Còn không ăn chắc mặc bền thì quay tay thử tí thì tối thiểu, tôi nghĩ tối thiểu cũng mất 2.500 kc thì chúng ta sẽ được đến mốc 4, tức là được cái lưỡi hái cộng thêm với khẩu này là mốc 6. Đấy, thế nhá. Thì anh em có suy nghĩ thôi, thì anh em lựa chọn cách nào thì anh em comment ở phía dưới để cho tôi biết, là xem là đa phần anh em mà lựa chọn theo cái cách nào chơi, hay là anh em không có tiền chơi anh em cũng comment ở phía dưới. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.